Hình siêu mỏng có thể dán lên da người, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng tại Đại học Nam Kinh đã tiết lộ một loại màn hình mỏng và linh hoạt tới mức có thể dán trên da. Theo A cuộc sống, các nhà khoa học của Đại học Nam Kinh, Trung Quốc, vừa phát triển một loại thiết bị phát sáng kéo dài được gọi là màn hình điện quang xoay chiều. Màn hình này mỏng tới mức có thể dán lên da người như một hình xăm tạm thời, đặc biệt nó cần rất ít năng lượng. Thông tin từ báo Thanh niên, để chế tạo thiết bị này các nhà nghiên cứu đã sử dụng một lớp điện quang phát sáng có thể co giãn, gắn với các điện cực nano bạc bọc quanh một lớp điện môi được đặt sẵn các vi hạt phát sáng. Lớp điện môi đặc biệt này được làm từ polymer và vi hạt gốm giúp tăng độ sáng của màn hình, hiển thị màn hình rõ ràng hơn khi ở ngoài trời. Màn hình ACL đã từng được thực hiện trước đây, nhưng điều làm cho nó đặc biệt đó là chúng có thể được đeo trên da một cách hết sức an toàn. Nó tạo ra ánh sáng tốt ngay cả ở điện áp thấp và tạo ra nhiệt độ vừa phải, không vượt quá 45 độ C giáo sư deseng kong người điều phối dự án cho biết loại màn hình này được tích hợp thêm các cảm biến biểu bì có thể cho phép theo dõi liên tục nhịp tim huyết áp nồng độ oxy trong máu và thậm chí cả gluco màn hình này sẽ cung cấp thông tin trực quan từ việc thu thập dữ liệu từ cảm biến